Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách nấu cà ri vịt rất là thơm ngon, lên màu đẹp nữa. Cách nấu này á rất là đơn giản mà phần cà ri không quá béo, vừa ăn. Khi nấu xong rồi thì mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì nè, bún đều rất là ngon. Đặc biệt trong những ngày sum họp gia đình nè, hoặc là những ngày lễ Tết, mình có thể nấu món này để cùng gia đình, bạn bè thưởng thức món này thì rất là ngon luôn. Ở đây mình có một con vịt mằn sạch nặng 2,5 kg nha. Khi sơ chế xong hết rồi là nặng 2,5 kg nha các bạn. Chút nữa mình chia sẻ đến với các bạn cách để khử đi mùi hôi của vịt ha. Rồi tiếp theo thì ở đây mình sẽ có thêm huyết nha. Huyết mình chuẩn bị là 500g. Thường một con vịt sẽ có một miếng huyết à. Cái này là mình mua thêm nha. Bạn nào ăn thì mình cho thêm vào, còn không ăn thì thôi ha. Món này thì có huyết nó sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là 100ml rượu trắng. Rồi 100g gừng á, mình đập dập ra. Sau đó mình sẽ xo bóp cái phần trên cái lưng con vịt nè. Mình chà, mình xo ha các bạn, thì sẽ giúp cho khử đi cái mùi hôi lông của vịt á. Rồi mình xo cả bên trong ở dưới cái bụng nó luôn nha. Xo từng tầm khoảng hơn 1 phút, rồi sau đó mình sẽ đem đi rửa thật là sạch lại với nước nha các bạn. Vịt này sau khi rửa sạch với nước mình sẽ chặt nhỏ ra. Tiếp theo mình sẽ có những cái nguyên liệu và gia vị để nấu phần cà ri nha các bạn. Mình có 2 gói gia vị nấu cà ri hiệu Nam Ấn này, thì mình thấy hiệu này rất là thơm. Một gói như vậy là cho 1,5 kg, thì con vịt của mình nặng 2,5 kg, cho nên mình chuẩn bị hết nguyên 2 gói này luôn nha. Và 2 hũ cà ri dầu nha các bạn. Bột ngọt mình sẽ có là 3 muỗng cà phê. Đường thì mình sẽ có 8 muỗng canh và 7 muỗng cà phê muối. 500g khoai lang và 500g khoai môn. 3 cây sả mình dập dập và cắt khúc ra như thế này. Rồi tiếp theo thì phần nước cốt dừa mình có là 1 lít nha. Vắt ra từ 800g cơm dừa nha các bạn. Kêu người ta bán vắt cho mình luôn thì phần cốt dừa sẽ ra được nhiều hơn. Thịt vịt thì mình cũng đã chặt ra những miếng vừa ăn. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị luôn nha. Phần sả cắt khúc mình sẽ cho vô 1 nửa, còn 1 nửa mình chừa lại. Để chút nữa mình sẽ khử sau nha các bạn. Ở đây mình có thêm là 2 muỗng canh tỏi băm và 2 muỗng canh hành tím mình băm nhuyễn. Mình cho vô 1 nửa và cũng chừa lại 1 nửa luôn. Gói gia vị này nè, thì mình sẽ cho hết tất cả vô luôn nha. Rồi tiếp theo thì 2 hũ cà ri dầu nè các bạn, thì mình cũng cho vô hết luôn nha. Mình ướp gia vị trước như thế này thì món ăn của mình sẽ thấm và rất là thơm. Phần bột ngọt mình cho vô hết, phần đường mình cũng cho vô hết. Muối thì mình sẽ cho 1 nửa thôi, còn 1 nửa mình chừa lại. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên những cái hỗn hợp này, trộn lên các bạn để cho thịt vịt và gia vị được thấm. Trộn xong rồi thì mình sẽ ướp trong vòng là 30 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ. Nếu có thời gian các bạn ướp 1 tiếng, còn không có mình ướp 30 phút thôi. Sau khi mà mình đã trộn xong rồi, trong thời gian chờ đợi thịt nó thấm, mình sẽ đi sơ chế những cái phần củ nha. Khoai lang thì mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa, không quá nhỏ nha các bạn. Phần khoai môn thì mình cũng chẻ ra những miếng to luôn. Tại vì khi mình nấu á, nó sẽ dễ bị mềm, cho nên là mình sẽ chẻ những cái miếng bự bự á. Rồi phần huyết này á, mình cũng chẻ, mình cắt nó ra luôn. Khi nấu món này đó các bạn, huyết mình nó thấm gia vị rồi, ăn rất là ngon luôn. Mình mua huyết tươi á, thì nó sẽ có cái độ đàn hồi, phải rất là ngon, không có hề bị hôi hoặc là bị tanh nha. Còn nếu mà mình ngửi vô, mình nghe cái mùi hôi hôi á, là huyết cũ đó các bạn. Rồi mình cũng đã sơ chế xong rồi ha. Bắt lên bếp 1 chảo dầu. Dầu nóng rồi thì mình sẽ cho cái khoai vô để mà mình chiên sơ. Chiên như vậy thì sẽ giúp cho cái miếng khoai của mình được giữ nguyên mà không hề bị rụt.
Mà cách nấu này cũng rất là nhanh nữa các bạn, không có bị lờn nước. Trong lúc chiên mình nhớ trở đều bề. Khi nó vừa hơi vàng thôi các bạn, nhẹ nhẹ thôi, thì mình sẽ vớt ra nha. Mình lấy ra hết luôn. Tiếp theo thì mình sẽ chiên phần khoai môn cũng vậy luôn nha. Mình cho vô hết rồi cái mình chiên mình nhớ trở đều bề. Chiên như vậy thì phần khoai môn nó sẽ còn nguyên miếng rất là ngon luôn các bạn. Chiên xong hết rồi mình sẽ cho ra cái rổ này luôn nha. Tiếp theo mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi khác. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là một ít dầu ăn để mà mình nấu phần thịt vịt nha các bạn. Dầu đã nóng rồi á thì mình sẽ cho cái phần sả cắt khúc hồi nãy mà mình còn lại đó, mình cho vô hết luôn rồi mình khử thơm lên. Rồi tiếp tục cái phần tỏi và hành tím còn lại mình cho vô hết. Đảo đều lên. Khi mà sả, tỏi và củ hành tím nó thơm lên rồi, mình sẽ cho hết phần vịt vô. Sau đó mình đảo đều lên để cho thịt vịt nó săn lên nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi, mà các bạn coi là cái màu ướp rất là đẹp luôn. Khi thịt vịt săn lên hết rồi đó các bạn, mình sẽ cho vô đây tổng cộng là 3 lít 2 nước. Các bạn thấy là chưa gì á mà cái màu rất là đẹp luôn ha. Phần muối còn lại á hồi nãy đó, rồi mình cho vô hết luôn. Khúc này thì mình sẽ mở lửa thật là lớn cho cái phần cà ri vịt mình nó sôi lên đi. Khi mà nó sôi rồi mình sẽ giảm lửa lại để nấu từ từ cho vịt nó được thấm và mềm hơn. Đây các bạn coi nè, nó sôi lên rồi nè, mình sẽ giảm lửa trung bình lại và nấu từ từ. Thì như vậy gia vị nó mới thấm vô vịt, nó mới ngon nha. Cái này là mình mua vịt cỏ mình đó, cho nên là cái thịt nó dai, mình sẽ nấu với lửa vừa trung bình, nấu từ từ để thấm gia vị. Tùy theo là cái loại vịt mình mua nữa, tùy loại vịt mình nấu nó rất là nhanh mềm. Còn cái vịt cỏ thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà ngược lại cái thịt nó sẽ rất là ngọt và thơm. Rồi cái nồi thịt vịt sau khi mà mình nấu được 1 tiếng đồng hồ rồi nè, các bạn thấy gia vị á và cái nước lèo nó cũng đã sắc xuống một chút rồi. Bây giờ thịt vịt cũng đã mềm rồi đó các bạn. Mình sẽ cho hết phần huyết vô. Cho huyết vô rồi mình nấu tầm chừng 15 phút nữa nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi, bây giờ cái màu nước nó lên đẹp ghê luôn. Sau khi mà mình cho huyết vô rồi đó, nó sôi trở lại rồi nè. Được 15 phút nha. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa vô. Mình cho nước cốt dừa vô á, rồi cái mình nấu cho nó sôi trở lại nữa nha các bạn. Cho hết vô xong rồi thì mình sẽ cho phần khoai hồi nãy mà mình chiên đó, khoai môn và khoai lang á, mình cho vô hết luôn. Khoai này thì cũng rất là nhanh chín các bạn, tại vì hồi nãy mà mình chiên rồi đó, mình không có cần nấu lâu đâu. Mình cho khoai vô rồi, và khi cho nước cốt dừa vô rồi, mình sẽ cho nó sôi trở lại một chút nữa nha. Nó khi mà nó sôi trở lại một chút thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Có những cái phần bọt trên bề mặt thì mình sẽ vớt bỏ bớt bớt đi. Bây giờ thì các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của mình nha. Rồi rất là thơm luôn các bạn ơi, không cần nấu lâu nha các bạn, khi nó sôi lại một chút là mình tắt bếp được rồi. Sau khi mà mình đã bắt xuống bếp rồi nè các bạn, thì ở trên cái bề mặt nó sẽ có một cái màu đỏ nha. Còn ở bên dưới thì sẽ có phần nước cốt dừa màu vàng vàng đó. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra tô và thưởng thức thôi. Ăn cái này thì mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì nè, hoặc là bún đó các bạn. Ngon lắm luôn. Thì thường trong những cái buổi tiệc á, ở nhà mình có đám thì mình cũng rất là hay nấu món cà ri này.
Với cách nấu này thì mình thấy gia vị ướp rất là đơn giản luôn, không quá cầu kỳ để cho các bạn dễ làm theo. Mà mình thấy cái phần ướp gia vị này nó lên màu đẹp lắm luôn, không hề bị đắng, không hề bị hôi gì đâu các bạn. Rồi múc ra dĩa một ít mà các bạn cùng ăn với mình nha. Ở đây mình sẽ ăn kèm với lại một ổ bánh mì. Bánh mì này đó các bạn, rất là giòn luôn, khi mình mua còn nóng luôn á. Mình thì mình rất là thích ăn bánh mì giòn, nó bóp vô ổ bánh mì mà nghe rớp rớp luôn. Trong những ngày mà lễ nè các bạn, hoặc là trong những ngày cuối tuần á, sum họp gia đình hoặc là bạn bè, mình nấu món này để mà mình làm trong những buổi tiệc ăn á, thì rất là ngon luôn và cũng dễ ăn. Rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.